Kính chào quý vị đã đến với bản tin phòng chống COVID-19 với chủ đề Sống trách nhiệm trước dịch COVID-19 của truyền hình Báo Pháp luật Việt Nam. Bản tin hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Hà Nam trắng đêm trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19. Tiếp sức công tác, chủ động tấn công dịch COVID-19, tâm huyết với sản phẩm thảo dược, nâng cao hệ miễn dịch phòng chống COVID-19. Trong bối cảnh số người nhiễm COVID-19 hiện nay đang tăng lên từng giờ, phía sau những con số ấy là cuộc đua thầm lặng dũng cảm của đội ngũ cán bộ y tế, trong đó có những người làm công tác xét nghiệm COVID-19 ở Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Hà Nam. Họ đang từng ngày, từng giờ chạy đua với thời gian để thực hiện nhanh chóng, chính xác từng mẫu xét nghiệm. Không chỉ ban ngày mà ban đêm là bộ xét nghiệm của trung tâm này lúc nào cũng sáng ánh đèn. Đội ngũ cán bộ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Hà Nam thay nhau túc trực, nỗ lực hết mình, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Trong đợt bùng phát lần thứ tư của dịch COVID-19, Hà Nam là tỉnh có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên. Từ đó đến nay, công tác điều tra, truy vết và lấy mẫu thì các cán bộ làm công tác xét nghiệm của CDC được thực hiện không ngừng nghỉ. Lại một lần nữa, các nhân viên y tế bị đặt vào tình thế muôn trùng khó khăn. Trong những bộ đồ bảo hộ kín mít, họ gồng mình chạy đua với thời gian để dập dịch. Sau khi nhận mẫu bệnh phẩm, chúng tôi phải tiến hành xét nghiệm ngay. Người thì ít mà công việc nhiều, nên mọi người đều phải chạy đua với thời gian, có những hôm quên ăn, làm việc hết cường độ, ngày đêm cẩn mẫn để có được những kết quả xét nghiệm nhanh chóng và chính xác, đáp ứng kịp thời công tác phòng dịch COVID-19. Đây là những chia sẻ của kỹ thuật viên Đặng Thị Việt, người trực tiếp tham gia lấy mẫu và xét nghiệm. Những người làm công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 chịu áp lực công việc rất lớn khi hàng ngày phải tiếp xúc với tác nhân gây bệnh nguy hiểm. Dù đã được tập huấn về các biện pháp bảo đảm an toàn, thực hiện đầy đủ nghiêm ngặt các quy định, nhưng nguy cơ rủi ro lây nhiễm cao và khó lường, nhất là trong nước đã xuất hiện những chủng virus có tốc độ lây lan nhanh. Tuy hàng ngày phải tiếp xúc với những bệnh phẩm có nguy cơ lây nhiễm cao, song không vì thế mà chúng tôi chùn bước. Chúng tôi chỉ biết nỗ lực hết mình để không xảy ra bất cứ sai sót nào, dù là nhỏ nhất. Đây là chia sẻ của kỹ sư công nghệ sinh học Trần Tất Luận chia sẻ. Kỹ sư Nguyễn Minh Thái, Phó Giám đốc CDC tỉnh Hà Nam cho biết, hơn chục ngày qua, kể từ khi xuất hiện ổ dịch ở thôn Quan Nhân, hệ thống xét nghiệm chưa phút nào được ngừng nghỉ. Mỗi lần máy chạy được 90 mẫu, cứ 3 tiếng một lần thì máy sẽ chạy được khoảng 600 mẫu một ngày đêm. Với hai hệ thống xét nghiệm PCR hiện đang sử dụng thì công suất tối đa 1.500 mẫu một ngày đêm. Vì vậy, nhiều ngày cao điểm, CDC Hà Nam phải chuyển mẫu xin hỗ trợ từ Trung ương và tỉnh bạn, nên đội ngũ cán bộ xét nghiệm hơn chục ngày qua chưa từng được nghỉ ngơi. Cán bộ thay nhau vận hành xét nghiệm để có kết quả sớm nhất, mỗi ngày tiếp xúc với hàng ngàn mẫu xét nghiệm, trong đó có không ít những mẫu chứa mầm bệnh, công việc đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối, bởi sự sai sót hay chậm trễ trong một khâu có thể là nguyên nhân cho những hệ quả khôn lường. Sau khi làm nhiệm vụ, những cán bộ nhân viên này cũng phải hạn chế tối đa việc tiếp xúc với người khác, kể cả gia đình. Đôi vợ chồng bác sĩ trẻ Lê Thị Trang và Đỗ Duy Hòa cũng nằm trong số những người dành trọn thời gian cho việc chống dịch. Bác sĩ Trang còn phụ trách khoa xét nghiệm với khối lượng và áp lực công việc lớn. Chồng làm ở bộ phận điều tra dịch tễ, đều là những bộ phận tiếp xúc đầu tiên và gần nhất với các bệnh nhân nhiễm, nghi nhiễm COVID-19. Thời gian cao điểm này, cả hai vợ chồng phải ở hẳn cơ quan để tập trung cho công việc chống dịch, để lại cho bà ngoại chăm sóc đứa con thơ yêu dấu. Bác sĩ Trang chia sẻ, thương con lắm, nhưng tất cả vì công việc, vì sức khỏe cộng đồng nên phải cố gắng thôi. Những ngày này, khi công tác phòng chống dịch COVID-19 được đưa lên hàng đầu thì áp lực công việc ngày càng tăng. Những cán bộ làm công tác xét nghiệm không chỉ thực hiện nhiệm vụ phía sau những cánh cửa phòng xét nghiệm, mà họ luôn túc trực và sẵn sàng lên đường chi viện, hỗ trợ cho các đội cơ động phòng chống dịch khi được điều động. Vượt qua bao lo lắng, trăn trở, nguy cơ lây nhiễm cao, đội ngũ cán bộ xét nghiệm ở đây vẫn lăn xả vào công việc, làm việc bất kể ngày đêm để đáp ứng yêu cầu nhanh chóng và chính xác trong kết quả xét nghiệm. Trong buổi làm việc với Bộ Y tế ngày 15 tháng 5, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng chủ động tấn công COVID-19 là phải xét nghiệm chủ động, tích cực hơn nữa, huy động mọi nguồn lực hợp pháp để tập trung cho công tác rất quan trọng này, từ đó phát hiện sớm các ca bệnh để thực hiện thắng lợi công tác xét nghiệm chủ động. Ngoài trang thiết bị, súng ống và test kit đạn dược, thì yếu tố quyết định chính là con người, chiến sĩ. Xin mời các anh chị em, kỹ thuật viên, học viên chuyên ngành xét nghiệm hoặc công nghệ sinh học đăng ký tham gia phòng xét nghiệm COVID-19 công suất lớn để tiếp sức với những người hùng đang ngày đêm kiên cường chống dịch ở Bắc Giang, thực hiện thắng lợi chủ trương của Chính phủ và Ban chỉ đạo. Để đăng ký tham gia, xin mời anh chị gửi email đăng ký tới địa chỉ xét nghiệm ihpt01a@gmail.com. Thưa quý vị, một tin vui đáng chú ý giữa những ngày toàn dân và hệ thống chính quyền Đà Nẵng đang nỗ lực hết mình, quyết tâm đẩy lùi dịch COVID-19 cũng là yếu tố làm giảm áp lực cho đội ngũ cán bộ y tế, trong đó có những người làm công tác xét nghiệm COVID-19 ở Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC.
đó là phương pháp lấy mẫu gộp năm, gộp mẫu của 5 người trong cùng ống nghiệm. Của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Đà Nẵng và Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, đơn vị tiên phong thực hiện thành công phương pháp xét nghiệm mẫu gộp đã mang lại nhiều lợi ích. Phương pháp gộp nhóm của Đà Nẵng đã tiết kiệm gần 1/5 so với chi phí xét nghiệm mẫu đơn, nâng năng lực xét nghiệm lên hơn 22.000 mẫu trên ngày. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, trong đợt dịch thứ hai, chi phí xét nghiệm giảm còn 12 tỷ đồng thay vì hơn 55,4 tỷ đồng nếu xét nghiệm mẫu đơn. Trong đợt dịch thứ tư, Đà Nẵng đã nâng cấp độ xét nghiệm gộp nhóm 5 lên nhóm 10, truy vết ở cộng đồng khi chưa xác định được nguồn lây. Đỉnh điểm ngày 13 tháng 5, ngành y tế đã xét nghiệm cho 22.840 người, cao nhất từ trước đến nay. Theo ông Tôn Thất Thạnh, Giám đốc CDC Đà Nẵng, thành phố đã kiểm chứng phương pháp này cho thấy không ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm. Số lượng mẫu bệnh phẩm được gộp tối đa hiện nay đang thực hiện là 10 mẫu bệnh phẩm một ống, mẫu gộp que, sau đó tiến hành 2 mẫu gộp que trên một mẫu gộp dung dịch. Như vậy, sau 2 lần gộp tại thời điểm lấy mẫu và sau đó gộp tại phòng xét nghiệm từ 2 mẫu đã gộp lần 1, lượng mẫu tối đa có thể xét nghiệm là 20 mẫu trên một phản ứng. Với phương pháp này, ngoài việc tiết kiệm tối đa lên đến 20 lần chi phí xét nghiệm so với xét nghiệm mẫu đơn và quan trọng hơn cả là có thể đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm trong điều kiện hạn chế về trang thiết bị, nhân lực, vật lực, phát hiện nhanh các ca bệnh trong cộng đồng. Đợt dịch lần thứ tư tại Việt Nam đang diễn biến theo chiều hướng phức tạp, nhiều thách thức với đa ổ dịch, đa nguồn lây và đa biến chủng. Đây là đợt dịch có tỷ lệ F1 dương tính cao nhất. Chỉ trong 20 ngày, số ca mắc mới trong nước tăng kỷ lục khiến nhiều địa bàn và hàng chục bệnh viện phải cách ly, phong tỏa. Để có thêm thông tin về tình hình dịch bệnh cùng công tác triển khai tiêm phòng vaccine COVID-19 trong những ngày tới, từ 27 tháng 4 đến giờ, con số mắc đã vượt qua mốc 1.000 tại 26 tỉnh thành phố, điển hình là Bắc Giang, Bắc Ninh và một số tỉnh thành khu vực miền Bắc. Dự kiến trong một vài ngày tới, số ca mới mắc sẽ tiếp tục tăng, bởi lẽ chúng ta sẽ phát hiện các ca này từ F1 của các ca F0 hiện tại. Chúng tôi chưa thấy đợt nào tỷ lệ F1 dương tính nhiều như đợt này. Nó khẳng định tốc độ lây lan của chủng mới nhanh hơn và cũng như WHO khẳng định lần này virus chủng mới lây qua đường không khí. Chính vì vậy, vai trò 5K, đặc biệt là khẩu trang và khoảng cách là hết sức quan trọng. Chúng tôi xin khẳng định lại, chìa khóa để chiến thắng COVID-19 là 5K và vaccine. Tình hình dịch bệnh tại nước ta vẫn đang diễn ra khá phức tạp. Với đợt bùng dịch mới, Bộ Y tế liên tục khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 5K. Đồng thời, Bộ Y tế cũng như các chuyên gia sức khỏe khuyên mọi người nên chủ động nâng cao sức khỏe, tăng cường sức đề kháng. Một trong những dự án của nhóm bảo tồn và phát triển bài thuốc dân gian Việt Nam có sự tham gia của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Kình, Cố vấn cao cấp Trung tâm Gen Trị liệu Bệnh viện Bạch Mai chính thức khởi động. Thưa quý vị, bản tin phòng chống COVID-19 ngày hôm nay của truyền hình Báo Pháp luật Việt Nam sẽ kết nối với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Kình, Cố vấn cao cấp Trung tâm Gen Trị liệu Bệnh viện Bạch Mai. Đại diện nhóm bảo tồn và phát triển các bài thuốc dân gian Việt Nam sẽ chia sẻ đôi điều về dự án này. Cái thuận lợi đầu tiên ấy, là chúng tôi là những người làm khoa học. Và tôi cũng rất may là tôi cũng có một thời gian rất là dài làm trong ngành y tế, hơn 50 năm. Thế thì cũng riêng về cái nghề gọi là nghề phòng dịch ấy, thì tôi cũng tham gia 15 năm ở miền Nam Bộ. Tôi cũng có nhiều năm làm việc ở bên Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Thế chính vì thế nên là cái việc mà phòng dịch thì chúng tôi cũng là cái việc mà không có cái gì gọi là xa lạ cả. Thế mà chúng ta đã thấy là phòng dịch ấy, thì nó làm cái công việc nó rất là khẩn trương. Chúng ta cũng có thể ví dụ như là cái dự án này thì khi mà chúng ta khởi xướng ra thì có một điều rất may là chúng tôi được rất là nhiều anh chị em ở các cái ngành nghề khác nhau. Thì kinh nghiệm ở đây chúng tôi cũng rất là may là chúng tôi cũng được rất là đông đảo các cái nhà nghiên cứu về đông y, các cái công ty thuốc, các cái lương y, và cũng có rất nhiều đông y sĩ rất nổi tiếng tham gia cái chương trình dự án của chúng tôi mà đóng góp cho chúng tôi những cái lời nói cũng như cái dự án rất là chân thành, thì chúng tôi đã ý là một cái rất là lớn. Cái thứ hai nữa là chúng tôi lại có một cái rất may là có thể kết hợp giữa cái đông y, tức là cái chữa bệnh theo cái nguyên lý của đông y. Thế nhưng mà chúng tôi lại kết hợp với các cái phương tiện khác nữa, chẳng hạn như chúng tôi kết hợp với các cái phương pháp xác định hóa thực vật này, rồi chúng tôi xác định bằng các cái sinh học phân tử này, các cái dấu ấn phân tử vân vân, tức là xác định bằng những cái phương pháp hiện đại để mà xác định xem là thuốc này có thực sự là tác dụng hay không, chứ không dùng theo cái kiểu như là chúng ta truyền miệng là ở bên A người ta dùng như thế này, ở bên này chúng tôi sẽ không làm như vậy, và chúng tôi sẽ có một cái dự án
có thể là nhiều dự án chứ không phải là một dự án, tức là trên cơ sở những cái bài thuốc dân gian như thế chúng ta sẽ khai thác để xem là những thuốc nào có thể phát triển được. Và chúng ta thấy là hiện tại bây giờ thì chúng ta có một số các bài thuốc mà người ta thấy là bán rất là nhiều, rất là rộng rãi, chẳng hạn như là Khương Tử Lan, thì chúng ta thấy là cũng là đi từ bài thuốc dân gian để từ đó thì chúng ta mới phát triển thành một bài thuốc. Vâng, cái thuốc này thì tôi nghĩ là như này này, là sẽ toàn dân sẽ sử dụng, chứ không phải là chỉ riêng người lớn trẻ, người lớn hay là trẻ đâu. Mà cái thuốc mà chúng ta thấy là cái phổ áp dụng càng nhiều, tức là số người mà dùng càng nhiều thì mới có giá trị. Cái thứ hai nữa là tôi nghĩ cái này này, tôi còn có tham vọng hơn. Nếu mà chúng ta phát triển tốt, chính sách của chúng ta phù hợp, thì đây cũng là cái nguồn để mà chúng ta có thể xuất khẩu, chứ không những là chúng ta sử dụng trong nước đâu. Thì chính vì thế này tôi hy vọng mà chắc chắn là chúng tôi sẽ làm được, bởi vì chúng tôi làm có cơ sở khoa học như thế này. Chúng tôi không sử dụng những cái loại mà dược liệu trôi nổi. Chúng tôi sẽ tính ngay đến chuyện là sau này sẽ có một cái loại dược liệu mà đảm bảo riêng cho cái việc sản xuất thuốc. Và chúng ta thấy là khi một cái bài thuốc mà chúng ta ghi ra bao nhiêu những cái vị thuốc, thế nhưng mà thực chất thì chúng ta thấy là hiện tại bây giờ là có thể là cái thuốc nó có tên nhưng mà nó chẳng có cái gì ở trong cái thuốc ấy cả. Thế thì khi mà người ta mà ghi một cái bài thuốc mà có 12 vị nhưng mà có 11 vị chẳng còn cái gì cả, thì tôi nghĩ rằng là cái bài thuốc nó cũng là bài thuốc cuối. Thế vì thế cái câu chuyện thứ hai mà chúng tôi cần đề cập, mà chúng tôi đã đặt ngay ra trong quá trình nghiên cứu, tức là gì? Phải làm thế nào để mà bảo tồn và phát triển các cái nguồn dữ liệu theo đúng cái tiêu chuẩn, theo cái tiêu chí mà nhóm chúng tôi đề ra. Thì chính vì thế nên là tất cả những ai mà tham gia trong cái nhóm của chúng tôi thì sau này các cái dược liệu của người ta sẽ đều mang cái nhãn hiệu là bảo tồn và phát triển các bài thuốc dân gian Việt Nam. Và nếu mà chúng ta không đảm bảo được như thế thì chúng ta không thể nào xây dựng được một bài thuốc mà chắc chắn là bài thuốc nó lại không hiệu quả. Thế vì thế nên là đã là bài thuốc hay thì phải đi đeo cái gọi là cái dược liệu của chúng ta hết sức là đảm bảo, có được cái đảm bảo về mặt dược liệu, có đảm bảo bài thuốc hay thì chúng ta mới có thể phát triển được. Cảm ơn những chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Kình. Hy vọng trong thời gian tới, chúng ta sẽ sớm có những sản phẩm thảo dược bổ sung để tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể, giúp tạo lá chắn thép phòng chống dịch bệnh tốt nhất. Kính thưa quý vị vừa xem xong bản tin phòng chống COVID-19 với chủ đề Sống trách nhiệm trước dịch COVID-19 của truyền hình Báo Pháp luật Việt Nam, được phát tại địa chỉ www.tvphapluat.vn cũng như là trên trang fanpage và YouTube của truyền hình Báo Pháp luật Việt Nam. Mọi ý kiến đóng góp, quý vị vui lòng liên hệ số điện thoại chuyên mục 090-919-4000 hoặc gửi về địa chỉ email info@truyenhinhphapluat.gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên hệ trực tiếp trụ sở truyền hình pháp luật tại địa chỉ 200C Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin lần sau.